Ngày 22 tháng 12, ông Nguyễn Tăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hà, Quảng Trị xác nhận vừa có quyết định cách chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 5 với ông Hoàng Viết Cương vì tổ chức sinh nhật trong khu cách ly COVID-19. Theo ông Tăng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hà đang giao phòng nội vụ tham mưu xem có thể bố trí công việc mới cho ông Cương hay không. Trước đó, ông Cương bị Thành ủy Đông Hà cách chức đảng ủy viên cũng vì sai phạm này. Ngày 15 tháng 8, vì tiếp xúc với vợ là ca dương tính với COVID-19, nên ông Cương được đưa vào cách ly tại Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà. Trong thời gian trên, một người bạn bên ngoài đã gửi bánh sinh nhật vào khu cách ly cho ông Cương nhân ngày sinh nhật. Ông Cương đã gọi vợ đang được cách ly ở phòng gần đó qua để tổ chức sinh nhật cùng nhau. Những bức ảnh về buổi sinh nhật trong khu cách ly này sau đó xuất hiện trên mạng xã hội và ông Cương bị tăng thời gian cách ly. Sau đó ông Cương bị kỷ luật.